Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 của quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước và trong phần bài ôn tập chương 3, thầy đã quay cho em ở clip ở tiết 1 ở phần bài tập trắc nghiệm cũng như là hệ thống lại kiến thức cho em một xíu. Tại vì trong sách thì chắc người ta đã hệ thống rất là chi tiết cho em rồi, và các bài thầy đã dạy rất là chi tiết rồi, nên bạn nào mà còn yếu phần nào thì chúng ta sẽ xem lại ở cái phần đó các em nhé. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập tự luận từ bài 41 cho tới bài 49. Chắc thầy cũng sẽ chia thành hai clip em nha, chia thành hai clip để mà làm cho nó khỏe em, chứ học trong một clip thì nó rất là dài. Xem ngồi trước màn hình mà tầm 20 phút trở lên là thấy nó mệt mỏi rồi ạ. Thầy chia tầm khoảng 15 phút trở lên cho tới 20 phút là cùng thôi nha. Bài ba bậc chấm 41 nha. Số nguyên A có phần dấu là trừ và phần số tự nhiên là 27. Như vậy A chứng tỏ ở đây ta chính là bằng là số gì? Âm 27 đúng không? Hãy viết số A và tìm số đốt của A. Như vậy số A nó sẽ bằng là A sẽ bằng là âm 27. Quá dễ luôn. Như vậy số đối, số đối của A, tại vì A người ta bằng âm 27, như vậy số đối của A sẽ là 27. Vậy thôi. Trả lời đơn giản nhanh gọn, tại vì số đối của A sẽ là âm A, mà số đối của âm A sẽ là A. Ví dụ người ta yêu cầu tìm số đối của 27 thì nó sẽ là âm 27, mà số đối của âm 27 thì nó sẽ là 27. Vậy thôi, hiểu không? Ta sẽ đi sang ở cái bài 42 nha. Bài nào dễ thầy sẽ làm nhanh, mà bài khó thầy sẽ làm chậm. Nguyên tắc từ hồi giờ là như thế. Ta đi sang bài 3.42 nha. Hãy sắp xếp các số ABC theo thứ tự tăng dần. Nhớ tăng dần nghĩa là từ nhỏ cho tới lớn nha. Là nhớ mà nhỏ đến lớn. Còn nếu trong đề bài người ta yêu cầu là giảm dần, giảm dần nghĩa là người ta sắp xếp từ lớn cho tới nhỏ. Vậy thôi. Nếu ở đây A, chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải tính ra, tính ra những số ABC này là bằng bao nhiêu. Phải không? Sau đó người ta so sánh các kết quả. Như vậy người ta thực hiện các phép tính này. Ví dụ A lấy 32 cộng cho âm 28, thầy thực hiện cái này thì em thấy này, khi số dương khi số dương lớn hơn số đối của số âm, ok, thì em sẽ lấy số dương ta trừ cho số âm. Thì cái này người ta thực hiện giống tiểu học. Như vậy người ta lấy 32 trừ cho 28 thì cái này sẽ bằng 4, được chưa? B âm 7 trừ 5, A trừ B, A trừ B thì người ta lấy A cộng cho số đối của B. Theo công thức về phép trừ số nguyên người ta biết rồi. A trừ B người ta lấy A cộng số đối của B. Số đối của B, số đối của B, B đây đấy chính là số 5. Như vậy số đối của 5 sẽ là âm 5. Cộng hai số nguyên âm, ta đặt chỗ trừ ra, em sẽ lấy 7 cộng 5. Và kết quả đây sẽ bằng âm 10, âm 12. Thầy làm rất chậm và rất chi tiết các bước như vậy để chúng ta thấy. Được chưa nào? Câu C. Ở đây là âm 12 nhân cho âm 5. Nhân hai số nguyên âm thì ra một số gì? Số nguyên dương. Như vậy ở đây người ta lấy là trở thành 12 nhân 5 thì sẽ bằng là 60. Câu D. Âm 28 chia 7. Khi lấy số âm chia số dương thì ra được một số âm. Mở ngoặc ra lấy 28 chia 7 thì bằng âm 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp các kết quả của nó trước. Ở đây là 4 nè, âm 12, 60 và âm 4. Thì em thấy là số nào mà nhỏ nhất em? Nhỏ nhất đó chính là âm 12. Rồi tới gì? Tới âm 4. Rồi tới 4 và cuối cùng là tới 60. Đúng chưa? Như vậy thì ta có là vì số nhỏ nhất ta là âm 12 sẽ nhỏ hơn gì? Âm 4 sẽ nhỏ hơn gì em? Sẽ nhỏ hơn 4 và sẽ nhỏ hơn 60. Có đúng không? Vậy mà âm 12 của chúng ta đây tương ứng là B. Âm 4 ta tương ứng là gì? D. 4 ta tương ứng là A. 60 tương ứng là C. Chứng tỏ C, C sẽ là lớn nhất và B sẽ là nhỏ nhất. Vậy ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần là chính là B rồi tới D tới A và cuối cùng là tới C. Các em hiểu cái bài này chưa? Người ta cho cái bài này mục đích chính đó, có rất là nhiều mục đích.
Mục đích thứ nhất là em ta cho các em thực hiện lại phép cộng này, phép trừ này, phép nhân này, phép chia các số nguyên. Thứ hai là so sánh các số nguyên, mục đích chính là như vậy, sắp xếp và so sánh, hiểu không? Rồi có ý đồ đấy. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 43. Ta đi sang bài 43 nha. Bài 43 người ta yêu cầu trên đề bài này là gì? Tính giá trị của biểu thức, tìm cách hợp lý từ bài 43 đến bài 44. Hợp lý em nhé. Thực hiện nghĩa là hợp lý, là thông thường chúng ta sẽ áp dụng cái công thức phân phối là nhiều em. Nghĩa là chúng ta đặt chung, đặc trưng làm sao phía bên trong nó xuất hiện những số tròn trục ha. Thì bây giờ này, em nhìn này, câu A là 21 nhân 23 trừ 3 nhân 7 nhân cho âm 17. Thì em để ý này, các em đừng có vội mà lấy 21 nhân 23, như vậy là không hợp lý. Vẫn được nhưng không hợp lý em. Mà ở đây các em để ý này, thấy 3 nhân 7 không? 3 nhân 7 bằng 21. Chúng ta thực hiện 3 nhân 7 chỗ này trước. Tại vì sao? Tại vì khi đó nó sẽ, khi chúng ta thực hiện ở đây có 21 rồi, chúng ta sẽ đặt 21 ra chung. Các em hiểu không nào? Như vậy 21 nhân 23 cứ để đó. Các em lấy 3 nhân 7 bằng 21 nhân ở đây cho âm 17 này. Đó. Khi đó các em thấy có 21 chung đúng không? Các em đặt 21 ra chung. Ok. Bên trong nó còn lại là gì? Tại vì sao thầy mở ngọt vuông? Tại sao thầy mở ngọt vuông? Tại vì bên trong này nó có ngọt tròn nên thầy mình mở ngọt vuông nha. Nhưng mà nó còn lại là 23. Trừ này thì ghi lại. Ở đây trừ 17. Đó. Làm đầy đủ các bước như vậy nha. 21 nhân. Như vậy ở đây các em bỏ ngoặc ra, dấu trừ trước dấu ngoặc, trừ với trừ thành cộng. Như vậy các em lấy 23 cộng cho 17. Tại sao trên đây trừ? Các em thấy hai dấu trừ không? Trừ với trừ mật. Khi đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, người ta đổi dấu bên trong. Như vậy trừ để thành cộng này. Như vậy bằng 21 nhân. Ở đây sẽ bằng 40. Đúng không? Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng, em lấy 21 nhân 40 là bằng 0 này, là bằng 840. Xong vậy đó, được chưa? Ta có câu B. 42 nhân 3 trừ 7 nhân, mở ngoặc ra, em thấy đây ngọt vuông, bên trong có ngọt tròn này, âm 34 cộng cho 18. Rồi như vậy thì đối với bài này á, thì theo thầy á, cái 42 nhân 3 là cứ ghi lại để đó. Tại sao này? Tại đây có số 7. Thì 42 đây chúng ta có thể tách trở thành là 6 nhân 7. Tiếp tục nó sẽ có số 7 để chúng ta đặt chung. Trừ 7 nhân, chúng ta sẽ thực hiện cái ngọt này trước chung thầy. Kim lấy âm 34 cộng 18. Cứ được không? Như vậy âm 34 mà cộng cho 18 thì bằng âm gì? Âm 10, âm 16. Rồi tiếp tục. 42 này thầy tách trở thành là 7 nhân cho 6. Tại vì 7 nhân 6 là bằng 42. 42 này thầy tách trở thành 7 nhân 6 nè. Nhân 3 trừ 7 nhân cho âm 10, 16. Tiếp tục 7 để đó. Số 7 này cứ để đó. Em lấy 6 nhân 3. 6 nhân 3 bằng 18 trừ 7 nhân cho âm 16. Tiếp tục chúng ta đặt 7 ra chung, bên trong mở ngoặc ra, còn lại là 18 trừ cho trừ 16. Đó, thấy không? 7 kem lấy 18 trừ trừ thành cộng, trừ với trừ thành cộng này, 16. Nhưng mà kem lấy 10 18 mà cộng cho 16 thì sẽ bằng là 34. Kem lấy 7 nhân 34. Được không? 7 nhân 34 sẽ bằng là 200 38. Xong. Vậy thôi. Đây bài 43 nha. Được chưa? Rồi chúng ta đi bài sang bài 44 em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 44 em. Cách làm như vậy ha. 44 câu A, ta có 71 nhân 64 cộng 32 nhân cho âm 7 trừ 13 nhân cho 32. Thì em
Để ý nè, ở đây có 32, đây có 32 thấy phía rồi đó, đặt 32 chung. Nhưng đây các em thấy cái số 4 không? Số 4 các em sẽ tách trở thành là 32 x 2 để có 32 đặt chung luôn nha. Như vậy 71 để đó, thầy sẽ tách cái bước đầu tiên, những cái phần này thầy giữ nguyên, thầy không có đụng chạm gì cả. Thầy sẽ tách số 64 trở thành 32 x 2 này. 32 x 2 bằng 64 này, được chưa? Cộng 32 nhân cho âm 7 này, trừ 13 nhân cho 32 này. Như vậy khi đó có cái gì chung em? Có 32 chung này, 1, 2, 3 này. Thầy sẽ đặt 32 ra chung, bên trong còn lại mở ngoặc ra này. Cái chỗ này nó còn lại hai số này, 71 với 2. Nhưng mà các em lấy 71 nhân 2 ở đây, cộng đây âm 7 đúng không, trừ ở đây là 13. Vậy thôi. Như vậy chúng ta có 32 nhân, kem tính này ra, kem lấy 71, 71 mà nhân cho 2 thì bằng 142, cộng cho âm 7, trừ cho 13. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính một phát một luôn nha. Kem lấy 142 cộng cho âm 7, hay nói cách khác là lấy 142 trừ cho 7 là bằng 135 hả? 135 trừ 13, 32, 135 trừ 13 thì sẽ bằng là 122. Các em tính hoàn giác kim thầy cái số liệu này, lấy 32 nhân cho 122 sẽ bằng là 3904. Xong, được chưa? Tính như vậy là hợp lý nhất rồi nha. Tiếp tục câu B. 13 nhân 23 trừ 17 trừ 3 nhân cho 23 cộng 17. Thì đối với bài này á, chúng ta đừng có tính cái ngoặc này, mà các em để ý này, chúng ta phải nhân vô nha. Nhân ở đây vô đây, nhân ở đây vô đây. Lấy này nhân vô đây, lấy này nhân vô đây. Để chúng ta triệt tiêu. Nhưng mà các em lấy 13 nhân 23 trừ 13 nhân cho 17. Được không? Tiếp tục ở đây. Kem lấy 13 nhân vô đây, trừ 13 nhân vô, trừ 13 nhân cho 23. Nhớ này, đổi dấu này, trừ với cộng này, trừ với cộng, trừ với cộng thành trừ. Đó, được chưa? Như vậy thì ở đây các em thấy nè, hai này giống nhau không? Giống nhau là số đối nè. Chúng ta cho nó một nhóm thì nó sẽ bằng 0 nè. 13 nhân 23 trừ 13 nhân 23 giống nhau, trừ ra thì bằng 0. Trừ 13 nhân 17 trừ 13 nhân 17, đúng không? Ok, nếu đặt dấu trừ ra thì ở đây chúng ta sẽ mở ngoặc ra và đổi dấu bên trong này đó. Nhưng mà hai này trừ nhau là bằng 0. Trừ hai này kia thấy giống không? giống đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ, hay nói cách khác, chúng ta đặt 13 ra chung đi, bên trong còn lại 17 cộng 17. Như vậy ra 0 trừ 13, đây 134 đúng không? Như vậy 0 trừ cho 13 nhân cho 34 442 nha. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là âm 442. Xong đó. Còn nếu cái bài này thì em không thích làm dài như này nha. Chúng ta tính thẳng ngoặc này, tính thẳng ngoặc này, sau đó đặt 13 ra chung. Cách đó có nghĩa dễ hiểu hơn ha. Đây này, thầy làm cách 2. Ví dụ như 13 bằng này, 23 trừ 17 là bằng 6 không? Trừ 13 kia cộng lại bằng 40. Như vậy đặt 13 ra chung, bên trong còn lại là 6 trừ cho 40. Cái này có bị nhanh hơn ha. Đây âm 34, kết quả bằng âm 442. Đây cách 2 này, trên này cách 1, em muốn làm cách nào thì làm. Cách 2 có bị nhanh gọn dễ hiểu không á nha, được chưa? Ok chưa nào? Rồi ta sẽ đi sang thôi, cái bài từ bài 45 tới bài 49 này sẽ làm trong clip sau nha. Chúc em học tốt, bye bye nha.
Rồi.